em sẽ không muốn than khổ về cái vấn đề đó nữa, vì em đang muốn đem một cái tích cực gì đó đến với mọi người. Cho nên là tại vì sao? Tại vì thực sự đúng là thời tiết ở ngoài Phú Yên rất là khắc nghiệt, và cảnh quay nó giờ giấc nó cũng rất là khắc nghiệt luôn. Cho nên là mình nhiều khi á, mình có cố gắng bảo vệ sức khỏe mình, nhưng mà mình cũng không đảm bảo được an toàn sức khỏe của mình. Có đôi lúc cũng bị suy sụp, nhưng mà nhìn tất cả các anh chị ekip, từ anh Âm Thanh, anh Sáng, chị Phục Trang, anh Make Up, mọi người đều cực khổ như thế, thì Ngân không có gì mà phải than hơn nữa. Cho nên là thôi, làm phim mà sẽ khổ, sẽ xấu, sẽ đen, sẽ mụn. Mọi người đều hiểu cái vấn đề đó. Và hôm nay sẵn thì mấy anh chị báo chí ơi, em là một cô gái miền biển, em sống ở đó 2 tháng rưỡi rồi đó. Cho nên hôm nay họp báo á, mấy anh chị có chụp em á, cho em sáng xíu, cho em gắn ngoài phong trên phim nha. Chứ mà em đen quá rồi, dạ em cảm ơn mấy anh chị nhiều.